Có con đường nào dài rộng mãi để anh đi với em thật lâu. Mai không còn nhau, quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em. Anh sẽ làm thế nếu ngày mai ánh dương ngừng lên. Nếu em thật lòng mong muốn thế thì anh xin chấp nhận rời xa. Em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh bớt đau được không. Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngây dại vì em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết trọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngây dại vì em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết trọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết trọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Cảm ơn Hồng Lê rất nhiều. Cảm ơn Hà Lê Trương. Xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Thông Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và tối ngày hôm nay là một buổi tối rất đặc biệt, đó chính là một đêm Noel đang đón chờ quý vị với rất nhiều niềm vui và những món quà. Vừa rồi là một món quà tinh thần đến từ nhạc sĩ Hàm Lê Trương, một món quà mà đặc biệt dành cho những bạn là thành viên của hội ế lâu năm, hội ế bền vững, hội ế đi vào truyền thuyết. Và quý vị có thấy được một cái chất lượng buồn trong sáng tác vừa rồi. Không biết là Hàm Lê Trương nè, cô đơn mấy mùa Noel rồi? Đau khoan, trước hết là mình gắn pin ở đâu ha? Bao nhiêu năm trời mình vẫn nhoi y như vậy. Anh không khác gì lần cuối em gặp anh hết nhỉ? Vậy Trương thì vẫn là một cái thành viên của hội ế lâu năm, nhưng mà nó cũng là một cái chất xúc tác rất là quan trọng để mà mình có thể sáng tác được nhiều bài hát hay cho các bạn. Đúng rồi đó. Vậy thôi mình cứ ế bền vững gì đi để cho các fan hâm mộ có thêm nhiều bài hát hay. Nhưng mà cũng tội ham lét quá à. Cứ thui thủi trong những đêm Noel như vậy thì không biết những đêm đó mình hay ăn cái gì, hay là nhịn ăn luôn, hay là thương buồn quá bóc miếng bánh để ăn cho đỡ buồn, tâm sự dạo em. Bên cạnh cái việc mình gia nhập một cái hội ế bền vững thì mình còn gia nhập hội giảm cân nữa anh. Ủa vậy nên là mình ăn uống cũng chọn lọc dữ lắm. Ồ, vậy là không chỉ Noel mà những ngày bình thường Hamlet cũng phải giảm cân với chế độ dinh dưỡng của riêng mình đó. Là bạn ăn cái gì nhiều nè? Em sẽ nghiêng nhiều về rau. Ủa rồi không ăn đạm, không ăn gluco nhiều nó bị mệt người không, bị choáng váng không, đang hát tự nhiên không bị say xỉn? Cũng có chút xíu nhưng mà mình sẽ không ăn quá nhiều. Ồ, không biết là các bạn fan hâm mộ có hiểu ý của Hàm Lê Trương hay không. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với nhạc sĩ Hàm Lê Trương quý vị nhé. Xin mời Hàm Lê tiến đến tủ lạnh. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của nhạc sĩ Hàm Lê Trương, một trong những nhạc sĩ mà hiếm hoi khi nào anh ấy chia sẻ về chế độ dinh dưỡng của anh ấy lắm. Và bây giờ xin mời Hàm Lê hãy sẵn sàng gặp gỡ những fan hâm mộ đã vượt qua rất nhiều vòng casting để đến đây để gặp gỡ bạn nha. Đây là hai bạn gái rất là dễ thương và xinh xắn, đó chính là Hà Anh và Hồng Phương. Xin mời. Đây, chào bạn. Chà, mặc đồ bữa nay cũng tương đồng quá ta.
Rồi, chào hai bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ, em tên là Hà Anh. Hiện tại thì em đang làm viết văn, cho nên rất là hâm mộ anh. Nghiệp, đồng nghiệp tương lai. Trời ơi, bên đây nhà thơ nhà văn nè em ơi, một tủ. Cho nên rất hâm mộ à. Dạ, còn em nào? Dạ, em tên là Lại Thị Hồng Phương. Em hiện tại đó là một nhân viên kinh doanh của một trung tâm sự kiện và triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng tham gia một số hoạt động về nghệ thuật như là MC, người mẫu và ca hát. Trời ơi, đa năng là quá. Thai quá. Ừ, ăn đứt anh luôn rồi. Anh làm gì có khả năng mà được giống như em mà xinh đẹp nữa chứ. Anh rất là nhờ sự trợ giúp của các em. Ngày hôm nay cố gắng nha, giúp cho anh Hàm Lê Trương bớt cô đơn trong như mỗi năm. Năm nay sẽ là một năm rất khác. Và bây giờ xin mời mọi người hãy khám phá khẩu vị của anh chàng này, xem anh ấy thích những hương vị ra sao. Xin mời mọi người mở tủ lạnh ra. Đây. Wow. Đây là số lương thực trong đêm Noel của chúng ta. Thấy rồi. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ toàn bộ số lương thực thực phẩm này. Bên trong đây sẽ có những dữ liệu rất quan trọng để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của Hamlet Trương. Trong đây có những món ăn mà Hamlet cảm thấy thích không? Có. Nhiều rồi. Luôn đó. Mà ấy dễ ăn dễ uống quá mà. Trong đây có những món ăn mà Hamlet không thích không? Có luôn. Có món nào mà Hamlet ăn vô bị dị ứng không? Không. Rõ ràng chứng minh là Hamlet Trương là một người rất tốt bụng. Bụng anh ấy rất tốt. Hamlet thích ăn thịt hay là thích ăn rau củ quả nhiều hơn? Trương thì nghiêng về rau củ quả. Hamlet thích màu gì? Hamlet thích màu xanh lá. Xanh lá. Vậy thôi phải không? Ok. Rồi, chúng ta đóng tủ lại. Hai bạn Hà Anh và Hồng Phương nhớ những gì mà Hamlet vừa mới chia sẻ không? Anh ấy thích ăn rau củ nhiều hơn, rồi bên cạnh đó thích màu xanh lá, để lát nữa có gì mình trang trí nhiều màu xanh lá để gây ấn tượng cho anh ấy nhiều hơn và ghi nhiều điểm cộng nữa. Nhưng mà còn hương vị thì sao ta? Hương vị thì có rất nhiều hương vị khác nhau: chua, cay, mặn, nồng, ngọt, bùi, thoang thoảng, thơm thơm, thum thủm. Thì bạn thích hương vị như thế nào? Trương thích một cái món ăn mà cái hương vị của nó cân bằng, không quá nghiêng về một cái gì hết. Thì khi mình ăn mình sẽ cảm giác được một cái sự nho nhã, nó thanh tao. Trời, nghe giống như trà đạo vậy đó. Như vậy là một món ăn nó đúng với tính cách của Hamlet Trương luôn. Hiền lành, nhẹ nhàng, vừa phải thôi. Như vậy thì chúng ta hãy nắm vững những cái chi tiết này để lát nữa nấu ăn và nêm nếm cho vừa tay. Và bây giờ xin mời mọi người vào bếp. Ở hai vị trí bếp này, các bạn hãy tự tin để chế biến những thức ăn thật là ngon, những món ăn thật là đẹp mắt để dành tặng cho Hà Nội Trương trong đêm Noel. Và chúng tôi sẽ dành cho các bạn 60 giây ở phần thử thách đầu tiên. Hãy cố gắng tận dụng phần ưu tiên này để chúng ta lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính ngày hôm nay nhé. Và thử thách rất là đơn giản, ở đằng sau lưng của Hamlet Trương có rất nhiều nguyên vật liệu và đặc biệt là những món ăn. Dự đoán xem Hamlet sẽ thích những món nào. Chúng ta mỗi lượt đi như vậy được lấy một món, lấy càng nhiều món sẽ càng nhiều ưu thế. Cố gắng trong vòng 60 giây lựa được ai có nhiều món hợp khẩu vị với Hamlet, người đó sẽ được quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Sẵn sàng nhé. Hamlet, đếm ngược nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Wow. Bên đây hoành tráng quá ta. Kiểm tra bên đây luôn ha, Hamlet ha. Ừ. Bên đây là bếp của bạn Hà Anh. Ừ, Hà Anh lấy khá nhiều á. Nhưng mà Hà Anh nè, mỗi lượt đi á, mình chỉ được lấy có một món à. Ừ, thế nên ra là bạn phải bóc nó lên. Cái này là một thao. Ừ, hợp lý. Một thao gồm 3 món. Đúng rồi. Nên bây giờ nè, Hamlet khoan hãy tiết lộ nha. Rồi. Trong 3 món này bạn hãy lựa lại một món thôi. Để lát nữa mình tính điểm. Một món thôi. Lấy rau dền đi. Rau dền. Vậy là bạn sẽ bỏ bắp cải và rau ngót ra. Ừ. Lựa đi em. Một món thôi. Nếu mà được lựa thì sẽ lấy xà lách. Anh để chung với bên đây nhé. Dạ. Rồi. Vậy cho nó công bằng với bạn bên kia. Trong 5 món này thì bạn thích mấy món? Hamlet. Rất tiếc là... tiếc là cái gì vậy? Chứ lẽ không được cái nào trời. Rất tiếc là chỉ có một thôi. Một món thôi. Đó là trứng. À, wow. Bạn chỉ thích trứng thôi. Như vậy còn mấy cái rau dền và bắp cải thì sao? Có bắp cải. Thấy chưa, trời, phải hồi nãy lựa bắp cải là tươi rồi. Rồi. Ý dạ, không sao hết, được món. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn Hà Anh. Hà Anh xong rồi, mình đến Hồng Phương nào. Để cô gái xinh đẹp này lấy được bao nhiêu món rồi, lấy quá trời món. Cái này trường hợp này giống bên kia. Ở đây có 4 loại trái cây khác nhau. Bạn lựa một món còn lại tồn tại nè. Em chọn món này. Bạn chọn cam đúng không? Dạ. Bạn tự tin nhất là cam đúng không? Vậy mình tạm thời mình cất này qua. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong 6 món này thì Hamlet Trương thích mấy món ? Trong này thì Trương thích được 2 món. Món nào ? Đó là gỏi cuốn và dưa hấu. Thì là mấy cái này bạn ấy cũng không thích lắm. Chà, còn gì chưa cũng ăn khó ăn khó ở lắm nha. Hơi kén xíu. Bên đây 2 món, bên kia 1 món. Như vậy, Hồng Phương, bạn chiến thắng ở phần lựa chọn. Quyền ưu tiên đã thuộc của bạn. Yeah. Và bây giờ chờ đón xem nguyên liệu chính là gì. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Kính thưa quý vị, trên tay phải đó chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay. Một bên đó là thịt bắp bò, trời hấp dẫn. Bò hảo hạng nha. Một bên, bò, cá bạch nha. Xin phép anh nha. Cái bạn Vương bên kia, bạn thắng rồi. Nên Hồng Vương à, bạn được quyền lựa chọn một trong hai món này. Ưu tiên nào, món nào mình tự tin với sở trường của mình nè. Em sẽ chọn thịt bò. Thịt bò? Dạ. Ồ, em hay ăn thịt bò lắm hả? Dạ. Em cũng hay chế biến về những món bò đúng không? Dạ đúng rồi. Nào Hamlet, trao phần bò này cho người đẹp. Gửi cho Phương. Ừ, cá ba sa cũng là một món ăn rất là quen thuộc. Nên Hoàng nghĩ là không có làm khó bạn Hà Anh đâu. Hamlet xin mời. Rồi. À, cảm ơn anh. Nguyên liệu chính đã có rồi. Bây giờ chúng ta hãy tìm kiếm xem nguyên liệu phụ là gì để kết hợp tạo nên một công thức hoàn hảo trong đêm Noel này. Xin mời quý vị, chúng ta hãy đến với phần tiếp sức thực phẩm. Xin chào đón quý vị đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp sức thực phẩm. Chúng ta sẽ khám phá cả một thế giới bao la những nguyên liệu phụ kết hợp cùng hai lượt chính ngày hôm nay. Và chờ đón xem với lượt thi đấu đầu tiên đến từ bạn Hồng Phương. Bạn ấy có kết hợp và gợi ý thật là ăn ý cùng với Hamlet Trương hay không? Nhiệm vụ của Hồng Phương là bằng lời nói và hành động của mình, hình thể của mình diễn tả thật nhiều chi tiết và tỉ mỉ để cho Hàm đã chừng đoán được đề bài sau lưng anh ấy là gì. Nhưng quan trọng là bạn không được phạm quy, không được nhắc đến bất cứ từ khóa nào liên quan đến đáp án. Đó là 60 giây đầu tiên. 30 giây tiếp theo là Hàm đã chừng đi chợ, mình nhớ lại toàn bộ những món ăn mà mình đã dự đoán và hợp lệ thì mình đem những món ăn đó về cho Hồng Phương. Sẵn sàng nhé. Còn Hà Anh coi rút kinh nghiệm. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Cái nguyên liệu mà khi mình vào ăn không phải là phở là gì ạ? Màu gì? Màu trắng. Ủa? Đúng cái từ đầu tiên rồi, cái từ sau ạ. Nó không phải là khéo, lẹ lắm là cái gì ạ? Cũng tươi. Chính xác là. Chính xác. Tiếp. Người ta hay nói là ông ăn cái gì? Chả. Chính xác rồi đó. Sông Hương núi Ngự là ở đâu ạ? Huế, chả Huế. Chính xác. Trời, giỏi quá. Cái món mà anh hay thích ạ. Thanh tao. Không phải chết là gì ạ? Sống. Rau sống. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp luôn. Còn 5 giây. Một loại 4 này hay, 3, mình hay 2, chấm trong bữa 1, ăn hàng ngày ạ. Hết 60 giây. 30 giây đi chợ. Lẹ lên. Đáng là nhớ là quan trọng là trí nhớ của bạn như thế nào. Cũng thôi bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, dù có tác động của bên ngoài như thế nào thì mình phải cố gắng làm sao giữ bình tâm, không để phân tâm. Người ta nói gì kể người ta, quan trọng là mình phải nhớ lại toàn bộ những món ăn mình đã nhớ và được gợi ý bởi bạn Hồng Phương, và làm sao để lấy chính xác chứ mình lấy dư ra đem về câu hợp lệ. Anh là nói nhất luôn á. 30 giây thôi đó. Rồi trời, tôi cũng mệt lắm chứ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại phần đề bài. Đầu tiên bún tươi có chưa ạ? Có. Hợp lệ. Tiếp theo chả Huế, rất thông minh. Rau sống có luôn. Mắm ruốc thì lúc này đã hết thời lượng rồi, còn không ạ? Hành tây nữa. Ây chà, thiếu mất hai nguyên liệu phụ rồi. Nên trách nhiệm này sẽ thuộc về Hamlet Trương. Em cứ yên tâm, đàn ông tụi anh rất là ga lăng ha. Phụ nữ không bao giờ sai, không bao giờ thiếu. Mình sẽ bù đắp vô phần sai, phần thiếu đó. Và bây giờ chờ đón xem là Hamlet Trương có tăng thêm phần hình phạt cho anh ấy với phần tham gia dự thi của bạn Hà này không. Xin mời Hà Anh vào vị trí. Hà Anh sẵn sàng nha, cố gắng lên nào. 3, 2, 1 bắt đầu. Trái gì mà màu đỏ? Cà. Đúng một chữ đầu rồi, nhưng mà giống như chanh có vị gì? Cà chua. Đúng rồi. Hồi nãy món mà em chọn mà anh thích á, chỉ có một món thôi. Món gì? Trứng gà. Đúng rồi, cái gì mà ăn với thịt bò lúc nào cũng phải kèm? Hành tây. Đúng cái chữ hành rồi. Ừ. Đơn vị của hành là gì? Cái gì? Củ hành. Đúng rồi. Có màu gì? Màu tím. Đúng rồi. Ba chữ. Tím. Đúng rồi. Chính xác. Giỏi. Cái này mà ăn với lại cà chua, cặp bạ trùng với lại cà chua thì là dưa gì? Leo. Đúng rồi. Giỏi lắm. Hồi nãy em chọn cái rau mà anh không 5, thích đó. Buông. Bắp cải. Đúng rồi. Cái rau không 2, thích. 2, 1, hết giờ. Đi chợ thôi. Chà, khá nhiều món nha. Hà Anh rút kinh nghiệm của Hồng Vương nhiều lắm nha. Quan trọng là cái trí nhớ của nhạc sĩ chúng tôi thôi. Dứt nhạc được mà không biết đi chợ có chính xác hay không. Phải mua đúng món mà mình đã hợp lệ. Bây giờ đem nghe luôn á, đề nghị đổi MC. Sao vậy? MC ồn quá. Noel thì phải có rộn ràng xíu, mua lần mua lụa mua lửa kiểu chứ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra đề bài. Đầu tiên cà chua, có cà chua. Tiếp theo trứng gà, có trứng gà. Củ hành tím rất là thông minh và chính xác. Tiếp theo dưa leo ha, cả bài trùng luôn. Và salad thật đáng tiếc. Cũng may là anh không thích món này.
cho bạn thêm 10 giây nữa, tôi nghĩ là bạn sẽ lập kỷ lục là hoàn tất hết tất cả những nguyên liệu phụ, không thiếu món nào luôn, nhưng vẫn bị thiếu xà lách. Trách nhiệm này vẫn thuộc về Hàm Lê Trương. Tội nặng quá. Mà không biết hình phạt dành cho anh chàng nhạc sĩ này sao ta, liệu rằng có nhẹ nhàng giống như tính cách của anh ấy hay không? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay lại với chinh phục khẩu vị ngôi sao. Thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với món quà Noel dành cho bạn Hamlet Trương. Chưa ăn gì nhưng mà chuẩn bị ăn hành và ăn bột. Trên đầu bạn là rất nhiều cái điều bất ngờ. Và nhiệm vụ của bạn cố gắng vượt qua 5 lần thử thách khác nhau. Đây sẽ là 5 lời bài hát. Và rapper sẽ không hát theo đúng nốt nhạc nguyên bản của tác giả, mà cố gắng làm sao Hamlet nhớ lại từng ca từ để suy đoán ra. Chỉ cần bạn nói đúng tên bài hát hoặc là tên tác giả và tên ca sĩ nữa là ok, vượt qua được. Nhiệm vụ của hai người chơi là ủng hộ tinh thần hai bên nha. Khổ ghê. Và bên cạnh đó là giữ cho Hamlet không được chạy trong dinh nè. Mình nghe toàn cải lương không à. Bạn chỉ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời thôi. Sau khi mà Hoài Rapper đã chấm dứt cái câu đố, chuẩn bị câu đố đầu tiên. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trong đời, ngày xưa sánh đôi vô từ giữa đời. 10 giây bắt đầu. Chết rồi. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trong đời. Người hãy quên em đi. Ở đó. Sao giờ mới nhớ? Sao mới nhớ? Tại đồng lời bị trôi theo một giai điệu khác. Em xin lỗi chị Mỹ Tâm nhiều. Ok, rồi, đề bài thứ hai. Trời ơi, bài này khó nha. Khó. Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn. Ước mơ xong. Con là vòng quanh thế gian. Bài hát có 5 chữ. Lớn rồi còn khóc nhè. Lớn rồi còn khóc nhè, chính xác. Wow. Dễ thương quá, chúc mừng bạn. Bài hát thứ ba, bài hát khó gì mà đoán được ta. Anh ơi, anh ở lại. Ở lại với em đi, anh ở lại. Ở lại đi với em đi, anh ở lại. Ở lại đi em, anh ở lại. Ở lại với em đi, ở lại, 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 lại. Không, huynh. Anh ở lại. Anh ở lại. Của ai? Của... Bà. Chị Bù. Đúng. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Tình yêu vừa nói ra, nói ra đi. Cái gì? Cái gì vậy? Đọc lại, đọc lại. MC ác quá. Tình yêu vừa nói ra đi. Đọc lại, phải rõ từng chữ một. Rõ từng chữ hả? Ai biết, biểu đọc ra. Rõ từng chữ một. Tình yêu vừa lên ngôi. Anh hãy... Anh nói đã yêu. Anh hay nói đã yêu. Hoa 10 giờ. Của ai? Đài Phương Trang. Đáp án ghi là Cẩm Ly Quốc Đại. Đài Phương Trang là tác giả ông ơi. Cái bài đó cả ngàn người hát. Không lẽ bây giờ tôi nói ai cũng anh sai biết, hết sao? Anh biết cái bài không biết, không biết. Nè, có thêm một lý do để đổi MC nha. Thiệt mà, trong đi ghi Cẩm Ly Quốc Đại. Thiệt, mình không biết bài này. Bài này tôi cho bạn 5 giây thôi. Thời gian không chỉ làm xoay dịu những nỗi đau. 5, 4, 3, 2, 1. Ai rồi cũng khác. Cái gì? Bài gì? Mình nghĩ là mình có chơi cuộc chơi này thì cũng vô nghĩa thôi. Tại vì cái ý tưởng ban đầu của MC thì nó cũng đã lộ rõ rồi. Ủa vậy hả? Ai rồi cũng mình khác chơi hả? Thì nó cũng vô nghĩa thôi mọi người ơi. Tôi đề mấy chữ luôn. 4 chữ, ai rồi khác. Ai rồi cũng khác hả? À, như vậy là Hamlet Trương đã xuất sắc vượt qua được một số cái thử thách, mà trong đó là anh ấy đã đoán được là 1 nè, 2 nè, 3 bài hát. 4 bài. Sao 4? Bài cuối có tính không? Bài cuối đếm nhanh hơn bình thường. Vậy hả? Bài cuối là ăn bài gian. Bài cuối là bị sai do nhân cách MC. Đúng rồi, coi là cái tư cách đúng không? Vậy là 1, 2, 3, 4 trên 50%. Hợp lệ, chúng tôi quyết định là cái phần nguyên liệu phụ mang về cho hai khổ chủ. Chúc mừng Hamlet Trường. Đó. Vỗ tay. Đó, nhờ sự nhiệt tình của Hamlet Trương mà chúng ta đã có đầy đủ những nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ rồi. Hai bạn sẵn sàng nha. Nhưng mà dự đoán xem, như là bên phần của Hồng Phương đi, với những nguyên liệu này, bạn dự đoán mình sẽ làm món gì? Món nước, món khô, món gì? Dạ, em sẽ nấu món nước ạ. Còn món bạn? Khô. Hà Anh thì lại chọn món khô. Chà, không biết là Hamlet Trương sẽ thích ăn món nước hay món khô trong tối Noel đây. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành thời gian để cho hai người đẹp tập trung vào nhiệm vụ của mình. Hamlet ra ngoài, mình rửa bột.
hai món ăn đều rất là hấp dẫn và rất là đẹp mắt, bài trí bố cục chuẩn không cần chỉnh luôn. Bên đây là món của bạn Hồng Phương, món ăn tên gì ạ? Dạ, bún bò Huế ạ. Đơn giản, bún bò Huế. Còn bên đây? Phi lê cá sốt cà. Trời ơi, anh làm món nghe đã tai ha. Phi lê cá sốt cà. Và bây giờ sẽ mời hai bạn di chuyển về ghế ngồi để chia sẻ nhiều hơn ạ. Hào Lá Trương, bây giờ thì không biết bạn muốn thưởng thức món ăn nào trước? Trương muốn thử món... Thôi mình hai vị đi. Đây là món phi lê cá sốt cà, rất là đẹp mắt, rất ấn tượng, đến từ bạn Hà Anh. Xin mời Hamlet. Đó, cá phi lê là phải chung với sốt cà. Ủa sao nhìn giống trứng quá vậy Hà Anh? Dạ, nó có thêm kèm ăn để khai vị, gọi là có trứng cuộn, hành tím nè. Vậy cá đâu? Cá ở chính giữa ạ. Với món ăn này thì Hà Anh muốn dành tình cảm như thế nào với bà Hamlet Trương? Cái món này thì em nghĩ là nó thích hợp với khẩu vị của nhiều người á, mà còn cân bằng nữa. Với lại màu cà đỏ kết hợp với lại màu vàng của trứng, của cá vàng ươm nữa thì nó sẽ tăng kích thích vị giác, kèm với lại rau sống thì em nghĩ là vừa cân bằng mà vừa ngon mắt. Nghe rất là hay, bởi vì á khi mà anh Hoàng hỏi em là em thích màu gì, cái đó là cái màu em thích, chứ nó chưa chắc là màu thực phẩm mà em thích. Ủa vậy hả? À hay vậy ta. Bây giờ nè, thành phẩm cuối cùng làm có chuẩn xác chưa? À ngon. Ngon, đỉnh luôn. Đỉnh luôn. Chắc lát nữa xin Hamlet cho thử miếng quá. Và bây giờ tiết kiệm thời gian, đó, mình tiến đến món bún bò Huế của bạn Hồng Phương. Ngày hôm nay thử thách của bạn là bún bò Huế, là gồm những nguyên liệu chính và phụ đã thuộc về mình. Bạn đã từng nấu món này bao giờ chưa? Dạ em đã từng nấu món này. Thì anh Hamlet ăn vô hay sao? Tại vì là món nước cho nên là khi mà thử thì Trương cũng phải thử cả dạ, nước lèo nữa. Dạ. Để coi là nó có thực sự là hòa quyện với nhau hay không. Sao thấy nó hòa và nó quyện chưa? Giờ thì chắc là Trương cũng đã có kết quả của mình. Phần bún rồi phần thịt bò, phần nước lèo như thế nào nè? Nó rất là thanh. Rồi bên cạnh đó thịt bò như thế nào? Thịt bò thì rất là vừa, không có quá dai, ăn khá là mềm. Yeah. Như vậy là gần như là hai món ăn đều hoàn hảo đúng với khẩu vị của Hamlet Trương. Với món ăn này thì bạn Hồng Phương có muốn chúc Hamlet Trương điều gì không nào? Em chúc là anh trong tương lai mình sẽ có nhiều bài hát hay hơn nữa để gửi đến công chúng. Và chúc anh thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ, cảm ơn Phương rất nhiều, rất là đáng yêu. Và bây giờ sẽ là phần rất quan trọng. Hãy lựa chọn đi món ăn nào, món ăn chiến thắng ngày hôm nay ạ. Có một cái điều rất là thú vị là cái tuổi thơ của Trương nó gắn liền với một cái hương vị. Dạ. Mà cho đến tận bây giờ nó vẫn là một trong những cái hương vị mà Trương thích mẹ làm nhất. Và luôn luôn cảm thấy rất là ấm cúng khi mà mình nghĩ về cái món ăn này. Dạ, ăn rồi. Mày hồi nhỏ đứa nào mà chả ăn đoàn. Đúng không? Rồi mày nè. Anh lanh lắm. Đó chính là vị... trứng sốt cà. Cho nên là Trương sẽ chọn là món phi lê cá sốt cà. Chúc mừng Hà Anh. Yeah. Mọi người về gì cũng là món của mùa Huế của bạn Hồng Phương. Chúc mừng hai bạn. Lấy thế nào? Ngay sau đây, Hà Anh Trương sẽ thay mặt cho chương trình trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn Hà Anh. Chiến thắng với món phi lê cá sốt cà. Đây, Hoàng Đức Bơ cũng có một phần quà nữa, nho nhỏ. Cảm ơn. Tặng cho bạn Hà Anh. Còn đây, đó, người về nhì cũng có quà mà. Chúc mừng bà Hồng Phương. Cảm ơn Phương. Phương ơi, ngày hôm nay món ăn của em rất là xuất sắc, cũng là tạo nhiều thiện cảm trong lòng của Hamlet Trương. Nhưng mà tại vì món ăn bên kia họ có nhiều cảm xúc và kỷ niệm về tuổi thơ hơn, nên có may mắn và giành chiến thắng. Cảm xúc bây giờ của Phương như thế nào ạ? Theo em nghĩ là bạn cũng rất là xinh đẹp. Cảm ơn Hồng Phương. Còn Hà Anh chiến thắng rồi, thấy sao ạ? Em cảm thấy rất là vui, với lại tại vì em hâm mộ anh Hamlet Trương lâu á, cho nên là em cũng không biết là cái khẩu vị của anh ấy như thế nào. Nhưng mà hôm nay là cùng với lại giống như anh nói, cái này là ký ức tuổi thơ, thì đúng lúc là cái món sốt cà cũng là ký ức tuổi thơ của em luôn. Dạ. Mà đi đâu em cũng nấu hết. Cảm ơn em rất nhiều và chúc cho em công việc thật là thuận lợi và thành công nha. Dạ. Mình không biết là kết quả hôm nay như thế nào nha, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà hai bạn trai nào mà có hai bạn gái này trong tương lai thì sẽ rất là hạnh phúc. Đúng vậy. Và có cô gái nào nắm giữ được trái tim của Hamlet Trương cũng hạnh phúc rất không kém trong tương lai đâu. Nào, hãy đến với anh ấy và phá đi cái huồng ế của anh ấy mỗi mùa Noel nha quý vị nha. Cảm ơn Hamlet Trương rất nhiều ngày hôm nay đã đến đây với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một đêm Noel thật là ấm cúng, đầm ấm cùng với gia đình của mình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền Thông Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền Thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.